Sau hơn 2 năm ra mắt, Aqua City đang chuyển mình mạnh mẽ với diện mạo mới của một đô thị sinh thái thông minh giàu sức sống. Với mục tiêu đưa khu đô thị đi vào vận hành trong năm 2023, dù ảnh hưởng bởi dịch Covid, tập đoàn Novaland đã nỗ lực hết mình để vừa đảm bảo tiến độ thi công, vừa thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch. Tính đến thời điểm hiện tại, Aqua City đang khẩn trương hoàn thành hàng loạt hạng mục lớn nhằm đưa các hạng mục này vào vận hành trong cuối năm 2021 và đầu năm 2022 như tổ hợp quảng trường, bến du thuyền Aqua Marina được quy hoạch như một tổ hợp vui chơi, giải trí, mua sắm đẳng cấp. Đây được xem là át chủ bài kiến tạo điểm đến, gia tăng giá trị cho dự án. Quảng trường phong cách châu Âu với sức chứa lên đến 10.000 người, bến du thuyền hàng trăm du thuyền neo đậu, các shop house, tòa nhà Garden Palace với kiến trúc độc đáo. Ngay trong tháng 11 này, khách hàng đã có thể tham quan, chụp hình check-in tại quảng trường, bến du thuyền và trải nghiệm dự án bằng đường sông. Để mang đến nhịp sống tiện nghi sôi động tại Aqua City, trung tâm thương mại Aqua Central Mall quy mô 1,4 hectare dự kiến sẽ khánh thành giai đoạn 1 với các hạng mục siêu thị nội thất, thời trang, mua sắm, ẩm thực vào quý 2 năm 2022 do Nova Retail quản lý vận hành. Song song trung tâm thể thao Aqua Sport Complex hội tụ các bộ môn thể thao và chăm sóc sức khỏe thời thượng do City Gym vận hành cũng sẽ được khánh thành trong quý 1 năm 2022. Một hạng mục khác cũng sẽ được hoàn thiện vào cuối năm nay là trung tâm an ninh rộng 7.000m2 với hệ thống an ninh đa lớp, ứng dụng công nghệ thông minh, hoạt động 24/24. Bên cạnh đó, nhiều hạng mục hạ tầng như khu vực kè sông, công viên ven sông, đường nội khu tại các phân khu như Evergreen 1, 2 và 3, Sun Harbor 1, 2 và 3, đảo Phượng Hoàng hay River Park 1 và 2 cũng đang hoàn thành theo tiến độ. Song song các công trình nhà ở tại các phân khu cũng được triển khai trên diện rộng. Những công trình đã hoàn thiện như khu nhà phố, biệt thự mẫu và clubhouse được quản lý vận hành chuyên nghiệp và đón hàng trăm lượt khách tham quan trải nghiệm mỗi ngày. Rất nhiều khách tham quan đã rất ngỡ ngàng khi nhìn thấy một Aqua City đầy sức sống sau thời gian dài giãn cách. Sau dịch cứ cảm tưởng là các công trình đều phải dừng hết, nhưng mà hôm nay lên là thấy thay đổi rất nhiều. Nhất là ở cái quảng trường này. Và rất nhiều người bạn kiểu mong cái quảng trường này làm nhanh nhanh lên để còn đến đây uống cà phê. Với tốc độ phát triển như hiện tại, Aqua City kỳ vọng sẽ là khu đô thị đáng sống, là điểm đến phồn hoa phía đông thành phố Hồ Chí Minh khi chính thức được vận hành vào năm 2023.